vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly through the sky. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. 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 Vô đi. Cái gì đó hai đứa? Dạ, ba mẹ ơi, cái laptop này nó chậm quá rồi, giờ làm sao vậy? Mẹ mua máy mới cho tụi con đi. Mua máy mới cái gì? Hai đứa con vệ sinh máy lại đi. Con kiểm tra hết rồi, nhưng mà tại cái máy này nó từ thời năm 1900 hồi đó rồi mà. Thì bây giờ những cái thư mục nào cũ quá thì tụi con xóa đi, không thôi là chuyển hết qua ổ đê, vậy là được chứ gì? Dạ, tụi con cũng chuyển rồi. Nói chung là tụi con làm hết cách rồi mẹ ơi. Máy cũ mà muốn nó mạnh lên á thì chỉ có một cách, thay RAM, thay cạc màn hình, xong. Nghe ba nói gì không? Dạ, nhưng mà con cũng làm hết mấy cái đó rồi ba. Mẹ, con nghe nói có mấy cái loại laptop mới ra mẹ. Thằng Long nó mới mua một cái đã lắm, có nhiều tính năng lắm mẹ, xịn lắm. Đúng rồi mẹ. Mua cái đó nha mẹ. Xịn cực kỳ luôn, chơi game cực đã luôn. Học bài cực nhanh luôn á mẹ. Đúng rồi mẹ, sọt cái ra liền luôn mẹ. Dạ. Không cần thiết lắm. Cái laptop này còn xài được mà, chỉ cần thay RAM, thay cạc màn hình thì cũng học bài cực đã. Chơi game cực đỉnh luôn á. Nghe ba nói gì chưa? Hả? Hai đứa cứ về làm những cái gì ba nói đi, còn nếu mà không được nữa thì nói ba. Ba qua ba coi cho, ok? Dạ. Ok không? Dạ. Dạ. Thấy chưa? Anh biết là không có được mà. Minh ơi, Minh, con. Để suốt ngày xài cái máy laptop cũ sao ta? Lèm bèm. Sao nổi? Con giúp nợ coi. Gì đó? Tải phần mềm diệt virus gì đó. Dạ, à, diệt virus trong điện thoại đúng không nội? Sao nó để nó khỏi đứng hình mà làm cho tốc độ nó nhanh nhanh. Dạ. Ê, rồi 200 ha. Cái này chắc 200 ha. Nè. Đây. Rồi đi. Dạ. Đồ ngon nghe. Dạ nội ơi, ở trên chợ ứng dụng á, nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. Nó nội tải về cái là hả, nó tự động diệt virus luôn mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy hả? Chúng ta chỉ có 500. Làm luôn á nội. Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Triệu tôi cũng chơi được. Dạ. Lẹ lẹ con ha. Dạ. Lát con đem xuống cho nội nha, để con tải xong cái. Cặp xuống nha. Dạ dạ. Nhanh nhanh, tao bộ. Dạ dạ nha. Dạ dạ. Nội cảm ơn trước. Lẹm bẹm, học hành đi là lẹm bẹm. Chưa về một nửa coi. Ăn này mắc cười vậy, công sức của anh chứ bộ. Giờ anh có đưa không? Anh đưa đúng không? Nội ơi, nó hai nãy lượt nội rồi. Thằng này. Nè. Mẹ cho anh 300. Một nửa mà. Mày nhỏ hơn. Anh nội ơi. Thối lại cho anh 50. Em không có tiền. Vậy lát rồi phải đưa lại anh á. Ông nội, ông nội. Nhả luôn 50 đi. Có tiền là vui quá. Mà anh có thấy là tiền ông nội không biết gì công nghệ hết không? Mày mắc cười vậy. Thì người ta già, người ta không biết rành gì công nghệ là đúng rồi. Ê, hay là mình dụ ông nội mua laptop mới đi. À, được rồi. Đi 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 đi. Trong trong mình khảo với lớp. Nội ơi, ăn dưa rồi nội. Dạ. Cầm tay với đút cho nội chứ. Dạ. Đây nè. Ngon nội. Dưa con tự tay cắt luôn á. Tự tay cắt. Có đứt tay không? Dạ không, tự nguyên si. Nội ơi, con cài xong cho nội rồi nội. Ờ, đâu? Dạ. Tốt quá, hay quá. Ăn miếng nữa rồi nội. Trời ơi. Ngon nội ha.
À, nội ơi. Sao? Hay là gia đình mình mua laptop mới đi nội. Ủa? Ở trong phòng laptop có một cái rồi. Mấy đứa con cũng có một cái rồi, mua chi nữa con? À, cái đó nó cũ rồi nội. Cũ hả? Mình mua một cái mới đi, nó sẽ giúp cho nội rất là nhiều. Rất nhiều hả? Thử thí dụ coi. Đúng rồi đó nội, cái laptop mới của mình đó, nó sẽ nhanh hơn cái cũ rất là nhiều. Coi phim nè, lướt web nè, coi nhạc đã lắm. Nội, mà nội chơi chứng khoán đúng không? Ừ. Nội mua cái laptop mới đi, con sẽ chỉ cho nội. Tại nó có một cái phần mềm mà mình tải về, xong rồi mình quản lý chứng khoán đã lắm nội. Không có cần tới ba nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy giờ chứng khoán được luôn hả? Dạ, đánh đâu thắng đó luôn. Vậy hả? Đúng. Lúc đó mà... nội sẽ không cần hỏi ba nữa. Ừ. Mà nội sẽ làm một chuyên gia chứng khoán. Nhưng mà nè, hai đứa nội đâu biết xài vi tính đâu mà mua laptop sao biết xài. Nội, cái mẫu hiện tại mà con giới thiệu cho nội là nó dễ dùng nhất rồi đó nội. Dễ dùng hả? Ờ, nó còn có chức năng mới là nhận diện giọng nói nữa. Dạ, đây ví dụ cho nội nè. Đó, ví dụ như cái điện thoại con là đời mới nè. Ờ. Cái laptop nó cũng sẽ giống như vậy. Ừ. Nó coi này nha. Ừ. Ok, Google. Hiện ra không? Đó. Hồi hồi. Google liền. Google hiện ra liền. Nội thích cái gì nội nói vô là nó hiện ra hết. Phim có không? Dạ có phim luôn. Ok, một bộ phim gì nói sáng sáng sớm. Đúng rồi. Hay quá, ra liền vô hả? Nội con nghĩ đi, mua cái máy mới đó đi, đã lắm, nó thông minh lắm. Thông minh lắm hả? Những gì tuyệt lắm nội. Ăn miếng nữa nội. Cái này lạ đó. Dạ. Rất vui. Rút nội. Con thương nội nhất nè luôn á. Nội hay thương hai đứa con lắm á. Vậy bây giờ mình mua cái máy đó nha nội. Mua hả? Dạ. Cái giá nó không ấy đâu. Rẻ không? Tại vì bình thường là nó mắc, nhưng mà nó đang có chương trình khuyến mãi á nội. Khuyến mãi? Bây giờ mình mua liền đi, chậm chân thì còn. Nhanh nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Mua phải mua liền tay nội ơi. Liền tay hả? Alo. Gì vậy? Anh ở cửa hàng bán máy vi tính đúng không anh? Nè 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 nè. Anh chờ máy nội. Dứt liền đi nội. Mua luôn, mua luôn. Alo, dạ, anh bán máy vi tính hả? Dạ. Anh cho tôi hai, không, một cái máy vi tính đời mới nhất nhé. Dạ. À, địa chỉ cháu tôi sẽ báo ra. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, báo địa chỉ nha. Dạ thôi, để tôi có gì tôi con canh nhận giùm nội nha ông nội. Mẹ nói thiệt với con nha, chị dâu con á, làm cái gì, nói cái gì, mẹ cũng bực mình hết trơn á trời. Cái kiểu nó nói là như là nó ra lệnh cho mình vậy, hiểu không? Đúng rồi đó mẹ. Không biết con nghĩ sao hay là tại vì mẹ thấy như vậy? Không phải đâu mẹ, con cũng thấy y chang mẹ vậy đó. Vậy đó hả? Cách của chị nói chuyện họ làm cho người khác cảm thấy là mình bị khinh thường lắm. Ừ đúng rồi, vậy là không phải là tại mẹ nghĩ đâu mà con cũng thấy vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó nói chuyện á nhiều lúc bực bội sức luôn á. Con biết không, bữa hở mẹ coi hài á, TV đó. Mẹ thì mẹ có thích coi phim hài, tại vì hài nó vui vẻ. Chứ còn mà mình coi bi á, nó buồn lắm. Mẹ coi đi có lẽ ba lần mà mẹ vẫn còn cười. Bây giờ nhắc lại mẹ cái vụ cái hài đó mẹ có mắc cười. Ủa bộ mày làm lố lắm sao mà con trố mắt nhìn mẹ vậy? Dạ đâu có, trời mình coi hài á là mình phải luôn luôn giữ cái cảm giác tươi trẻ vậy trong người thì da mặt của mẹ mới đẹp được. Đó, con với mẹ rất là hợp, cười sáng quá. Mà dạ. Nó ra nói mẹ cười nhỏ nhỏ thôi, cười lớn vậy mày kỳ lắm. Trời ơi, em đâu được. Hỏi vậy. Trời ơi, mình coi là mình phải cười sảng khoái, cười cho thành tiếng luôn. Đúng rồi, để cho cảm giác của con người mình nó mới tươi mới đúng không mẹ? Vậy đó mà coi đi ba lại ba lần mẹ vẫn còn cười. Mẹ coi ba lần hả? Ba lần luôn á. Ủa anh, mẹ kìa. Ờ đúng rồi, ủa sao mẹ đi chung với Kim Chi vậy? Mẹ anh công nhận ngộ ghê á. Dâu hiền dâu thảo á thì không rủ đi, rủ cái người mà bỏ con trai của mình đi vậy đó. À anh đi toilet nha. Đi. Mẹ. Ủa dâu, con đi siêu thị hả? Ủa mẹ đi siêu thị sao mẹ không rủ con? Mẹ tình cờ mẹ đi siêu thị thôi, rồi cái gặp Chi nè chứ không có hẹn trước. Thôi, đứa nói chuyện nghe, mẹ đi toilet. Mẹ. À, lâu không gặp, khỏe không em? Em chào chị dâu. Em cũng khỏe chị. Chị nghe nói bên Singapore em mới bị gạt hả? Rồi sao rồi, đỡ chưa? Dạ đỡ rồi. Đâu có sao đâu, mấy cái chị gạch nhò nhò vậy trơn.
Thật ra em đỡ là chị mừng rồi đó. Em với mẹ nói chuyện lại chị cũng vui nữa. Dạ, trời mẹ con lâu ngày gặp lại nói chuyện vui là vui luôn á chị. Mà dạo này á, hình như là em thấy á, mẹ mình ở trong nhà á, bị áp lực chuyện gì đúng không? Có khi nào á, là chị lỡ làm chuyện gì á, cho mẹ căng thẳng không? Mẹ căng thẳng em. Ừ. Trời, em nói chuyện với mẹ em thấy là mẹ căng thẳng dữ lắm. Đúng rồi, mẹ căng thẳng chứ em. Em bỏ đi, em bỏ cu bo ở nhà cho mẹ mà, mẹ phải lo. Mẹ mệt, mẹ căng thẳng. Ngay cả chị cũng vậy nữa, chị cũng căng thẳng như cu bo mà. Nhẹ tay, nó chạy vậy bây giờ. Em đang mệt á, em mở đi. Em bữa mình lỡ nói dối với ông nội cái vụ mà phần mềm diệt virus rồi. Bây giờ ví dụ mua cái máy này lỡ ông nội phát hiện ra rồi sao? Thì thôi chứ sao, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Anh là người đầu tiêu ra mấy cái ý tưởng đó mà. À, hay là bây giờ hai đứa mình làm sao cho ông nội sợ cái laptop này, cho ông không dám lại gần cái laptop luôn. Như vậy cái laptop sẽ thuộc về chúng ta. Yes. Oh, xài laptop à thì mình có thể xách đi đâu cũng được mà không ai làm cho mình bực mình nữa. Ông ở trong phòng hả ông? Ông à. Cái gì vậy? Tưởng mà đi được. Nãy giờ tôi ở trên sân thượng, ông làm cái gì vậy? À? Trời ơi. Ôi, bây giờ thì mình có thể xài được hết mọi thứ. À, mình có thể xem áo tắm, xem hoa hậu. À, sao? Bây giờ có chương trình nhận dạng được cái giọng nói rồi, thì làm bất cứ cái gì mà không được. Con. Mở cái chương trình hoa hậu áo tắm á, bikini cho ông coi đi. Nhớ chứ nhé. Phải như vậy chứ, như vậy mới được chứ. Mà em quyết định đi qua Singapore đâu có dễ, sao bỏ giữa trường uổng vậy em? Cuộc sống mà chị, đâu phải lúc nào cũng như mình muốn được đâu. Thì đúng rồi, đi qua nước ngoài du học lấy cái bằng khó lắm chứ đâu phải dễ đâu cưng. Em anh xong rồi hả? Ê, mình đi mua khô mực đi. Hôm bữa khô mực ở nhà dưới quê đem lên anh ăn hết rồi, ba chưa ăn được miếng nào hết. Ok. Chị có bầu mệt không con? Này đây. Dạ, mệt muốn chết luôn mẹ ơi. Thường quá à. Chi, sao em nói vậy? Mình đang có bầu á, không có nên nói mấy điều cấm kỵ đâu nghe chưa? Trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà sao chị còn những mê tín như vậy à chị? Bánh mì ok, trái cây ok, ở đó thịt ok. Còn thiếu gì nữa không ta? Ừ, chắc đủ rồi. Chị hả? Bộ chị có người quen ở nước ngoài hay sao vậy? Đâu có đâu em, sao vậy? Tại vì em thấy lúc nào chị cũng ok chứ. Em nghe mình muốn nổi hết cả da gà luôn á. Mẹ ơi, mẹ có thấy giống con không mẹ? Nói gì á, mẹ có nghe gì đâu. Ủa em, chị nghe nói là em học ở trường đại học quốc tế Thành Đô hả? Dạ, mà sao vậy chị? Thì tại chị thấy cái trường đó vừa quốc tế rồi mà còn Thành Đô nữa. Chắc là cái trường tạm bợ thôi à. Cho nên em nghe người ta nói tiếng Anh là em cũng quen ha. Xin thông báo với quý khách, tại gian hàng khuyến mãi đang giảm giá 30% cho 5 khách hàng nhanh tay nhất. Em khuyến mãi kìa, khuyến mãi kìa. Ừ. Nhanh lên. Cái gì vậy? Trời ơi, công nhận sản phẩm thử ăn ngon vậy hả? Ăn phải cả tiền. Ăn ngon luôn, còn người mua ghê. Bình tĩnh chứ. Ôi, trời. Chứ thử thì mua rồi mình tránh dành chứ gì vậy trời.
Bắt thực sự quá. Chơi bình tĩnh đi mà. Không cái gì đâu mà sợ. Em cái gì từ từ em ơi. Đồ ăn cũng tròn mà. Làm gì vậy? Em tới trước. Anh đi ra. Anh đi ra. Đi ra. Tránh ra. Em tới trước mà. Cái gì vậy? Trời ơi bình tĩnh lắm. Em ơi. Chị ơi. Mẹ. Trả lại đi. À, đồ ăn à. Mua ra. Chị mua ra cái này em thấy trước. Em thấy trước nha. Em mua ra. Em thấy trước. Chị thấy trước. Em nhìn thấy nó trước. Mua ra. Chị mua cái cả nha. Dạ, dạ, chị ơi, đừng có dành cái mãi còn nhiều lắm, để em vào lấy thêm nha. Ồ, đẹp quá trời quá đất ăn. Thấy nó hiện đại ghê không? Xứng đáng với đồng tiền bác gạo. Bây giờ á, nó cầm cái micro, nó nói OK YouTube. Là nó sẽ hiện ra YouTube. Thử đi nội. Hư quá, bộ. OK YouTube. Trời ơi, chết rồi, bị cái gì luôn rồi. Sao đem thua vậy? Tại vì nội nói mạnh quá, nó văng nước miếng vô cái micro, cái nó chạm mạch, nó hư máy luôn rồi. Nói mạnh quá văng nước miếng hả? Đúng rồi. Rồi nó ảnh hưởng gì? Nó hư cái trái cái máy rồi, nội có biết cái là nước miếng trong miệng nội văng vô máy, xong nó biến thành virus, nó hư cái máy luôn. Đúng rồi, nội có biết virus rồi. Ừ, miệng chúng ta dơ lắm, nội biết không? Bị vi khuẩn không hả? Ờ, vi khuẩn trong miệng nó bay vô đây, nó biến thành virus. Banh máy rồi. Trời ơi, nó thấm vô lẹ vậy hả? Đúng rồi, hư mất tiêu rồi. Truyền nhiễm, vậy sao giờ tự nhiên mới mua gì mà nó hư con? Thì đó. Giờ mai mốt là nói gì nó bị hư hoài sao? Thì bởi vậy mai mốt nội có xài máy tính, nội nhớ bịt khẩu trang vô nha. Trời ơi, phức tạp quá vậy. Đúng rồi, chứ văng nước miếng vô vậy đó. Mà con nghe nói là sửa máy này là chậm nhất là mới một tháng á. Trời ơi, ta bệnh ta uống thuốc 3 ngày 5 ngày kháng sinh là hết rồi. Con này gì vi khuẩn không mà sửa tháng. Vi khuẩn máy tính nó phức tạp hơn vi khuẩn vô con người nội ơi. Vậy mình bơm thuốc kháng sinh vô cho nó đi. Không có được, nội thôi bây giờ con để con ráng con sửa cho nội nha. Trong thời gian nhanh nhất hả? Dạ, trong thời gian nhanh nhất. Mới bu gì hư trời. Ừ, nội đừng có ấy, thôi đi. Khẩu trang hả? Bữa sao bịt khẩu trang cho nội. Nhớ nha nội, mốt phải cẩn thận hơn nha nội. Gì kỹ trời. Viết đồ điện tử trong nhà nội phá hư hết rồi. Phức tạp quá. Nói mốt mình phải cẩn thận, nói nhỏ thôi. OK. Dặn nước miếng vô chết. Cẩn thận. Xong. OK, cho tôi xem hình hoa hậu. OK, cho tôi xem hình hoa hậu ở biển. Bikini. Hoa hậu ở biển, bikini. Kỳ vậy? Bikini. Ủa nội. Nó làm gì hả nội? Đâu có gì. Không có gì đâu. Đợi coi sửa xong chưa, nữa kiểm tra. Nội làm sao mà hư cái máy tính luôn rồi. Ủa sao hư con? Nó bị hư nữa kìa nội. Ủa nội đâu có làm gì đâu hư. Nãy giờ nội có nói gì vô không? Có. Trời ơi, nội làm hư cái máy luôn rồi. Đâu có, nội đâu có làm gì đâu, đâu có dân không biết gì đâu. À, rồi nội có làm đi lại không nội? Con lần. Thì nãy chưa con biết ngay mà. Trời ơi nội ơi, cái máy này là nó... Nó rất là nhạy cảm với cái giọng nói của mình. Nội mà không biết cách xài là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm sao con? Nó có thể nổ luôn đó nội. Nội nguy hiểm dữ vậy. Dạ. Nội phải hiểu á, cái máy này nó dùng rất là nhiều năng lượng của cái máy để nhận diện cái giọng nói của nội. Tại nó rất là tinh vi. Nó mà nội mà cứ lặp đi lặp lại vậy đó, cái máy này nó sẽ dùng hết toàn bộ RAM rồi toàn bộ cái năng lượng của nó phân tích. Thì nó phân tích bị lặp đi lặp lại qua, nó không còn đủ bộ nhớ để nó phân tích nữa, cho nên là nó bị nóng giống như con người bị sốt, mới là nó nổ máy luôn. Đúng rồi nội. Nổ cái máy luôn à? Dạ. Đó, bây giờ nội đã hiểu chưa? Nếu như mà mình xài không khéo sẽ là mất điện luôn cả thành phố á nội. Cái gì ghê vậy? Đúng rồi nội, mất điện nguyên thành phố luôn. Mất điện nguyên thành phố? Dạ. Cái gì khủng khiếp vậy? Cái chuyện này đã từng xảy ra bên Lào rồi nội. Đúng rồi nội. Dạ. Trời ơi, mất điện thành phố, người ta đền mình chết à. Dạ, bây giờ hư máy luôn rồi nội ơi. Giờ sao con? Sửa giùm nội đi con. Sao giờ Mẫn? Em không biết nữa, anh coi ráng sửa giúp nội coi. Thì bây giờ anh phải tìm cách anh sửa chứ, bây giờ biết sao giờ nội. Chứ cái này là sửa chắc phải mất cả mấy ngày nữa đó. Mấy ngày hả? Dạ. Uống con ra sửa lẹ lẹ con ha. Dạ. Thôi để con nói anh hai ráng tìm cách sửa giúp nội nha. Thôi giúp nội đi. Thì tối nay con tập trung hết toàn bộ thời gian con sửa cho. Ôi cái máy. Ủa
sữa giúp nội anh hai. À... Trời ơi. Ây da, gì mà rắc rối dữ vậy trời. Tưởng ngon bây giờ nó mệt à. Xong rồi giống mua trái bom nổ chậm gì quá vậy trời. Ây da. Chú Phương. Ủa em dâu. Dạ em chào anh. Em chào. Trời ơi, đúng rồi, chị em bạn dâu bận đồ y chang ren ren đồ. Đâu chú Phúc đi đâu vậy? À, dạ tụi em đưa cô Bo đi dạo. Đi ăn với anh chị không, lâu quá mình không gặp. Dạ cũng được, em đang thấy đói đây. Chị biết có cái quán ngon lắm, đi chung với anh chị nha. Dạ đi nghe em dâu, anh chạy ở bển trước nha. Dạ em đang đói bụng. Nè, ông chơi gì mà ông vui vậy? Hôm trước á, tôi nhờ mấy đứa trong nhà nè à, nó cài cái chương trình diệt virus. Trời ơi, bây giờ nước nhẹ nhàng mà quá đi. Nè, tôi bữa hôm cũng đem lên cái chỗ mà làm điện thoại đó, nó làm cho tôi nè, nó cài cho tôi nè ông. Trời ơi, nó có dạy. Vui gì vậy? Ra tiệm chiêu tốn tiền mấy đứa cháu mình nó làm một ơ. Tốn tiền đâu tốn tiền, bữa hôm đi ra ngoài tụi nó cài miễn phí. Cái chương trình này cài miễn phí mà tốn tiền gì? Miễn phí. Miễn phí. Ngon quá. Anh ăn cái gì mà không ngon? Em thấy ngon thiệt á. Ủa mà Kim Chi? Dạ. Dạo gần đây em thất nghiệp đúng không? Rồi em sống làm sao? Đâu có chị, em vẫn bình thường mà, vẫn đi làm. Em làm gì? Em làm quảng cáo á chị. Cách đây mấy bữa nè, em mới đi thu âm cho quảng cáo. Dạ đi quay cho quảng cáo sữa đậu nành đó chị. Đó, bữa nào cho miếng sữa đậu nành uống nha. Dạ. Vậy là cách đây mấy bữa đi thu âm á hả? Dạ. Còn mấy bữa khác em ở không hả cưng? Thôi được rồi, để chị tính tiền nha. Em ơi, tính tiền nè. Để em trả cho chị. Thôi để chị trả cho. Để em trả mà. Không mà, để chị trả cho, chị lớn thì chị trả. Được, cho. Để tính tiền của chị. Cảm ơn cưng. Chị, để em. Chị cho. Để em chị. Em đừng có làm khó mình để mà. Để em khó có nhiều đâu. Được không? Dạ được chứ. Ừ. Được không em, để chị trả cho. À được chị, không có nhiều hết trơn á. Ừ. Anh lấy giùm em cái bóp tiền ở dưới cái nôi của con nha. Đồ ăn nên em nếm cũng vừa. Ở đây ngon mà anh. Có cần gọi về hỏi ba mẹ ăn mua về không? À, em nghĩ là ba mẹ tối chắc là ăn rồi. Thôi đừng có làm khó em nó nữa. Cái món cuối mà cho chút xíu nước tương vô nữa là ngon ha. Món cuối lạt lẽo mà anh cũng ăn hết rồi đó. Thì tại vì mình ăn mình sợ mình bỏ mứa thì mất lòng, hiểu không? Anh nào giờ có bỏ mứa cái gì đâu. Thôi bây giờ vậy đi, em trả tiền á chị cũng ngại lắm. Không thôi bây giờ mình đi đâu chơi đi nha. Karaoke. Đi karaoke. Được á. Dạ đâu có được. Giờ chồng em còn có cu bo nữa, sao dắt vô được chị? Mày còn cha còn mẹ mà làm như là không còn ai á, giao cho bà nội giữ còn gì bằng nữa. Anh em mình lâu ngày gặp nhau, vô hát hò dễ gì mà có nữ hoàng quảng cáo hát chung với lại nữ hoàng đông y, thấy không? Đúng rồi đó chú, đi đi chú. Tốt, đi đi. Dạ cặp song ca này dữ dằn à, sóng thần bão biển chứ không vừa đâu. Đi thì đi. Ê nè, hai đứa à, cái diệt phần mềm virus gì đó người ở tiệm người ta làm đâu có tốn tiền, tại sao lấy của nội mấy trăm ngàn là sao? Dạ nội à. Gì? Thiệt gì? Ra thì mấy cái kia nó miễn phí thiệt, nhưng mà làm sao nó bằng mấy cái mà tính phí con tải cho nội được. Cái mà tính phí hiện tại con tải cho nội là đang là hiện đại nhất á, phải không? Dạ. Đừng có lẻo miệng nha. Anh hai con nói đúng á nội, mấy cái phần mềm miễn phí đó sao bằng mấy cái tính phí mà tụi con cài cho nội được. Không? Đúng rồi nội. Nội thử chọn ơi, nước suối nước giếng nội chọn cái nào? Ủa nước suối chứ. Đó. Nhưng mà bây giờ nước suối nó toàn lấy từ nước giếng không mà nội. Nhưng mà nó cũng phải qua cái nhà máy lọc á nội, thì tính phí là chỗ đó đó. À nè, đừng có gạt cái nội lần nữa nghe. Dạ. Rồi bỏ qua cái chuyện đó đi. À còn cái laptop. À cái laptop làm cái gì mà nó hư gì nước miếng văng vô rồi nó nổ rồi nó mất điện cả thành phố, gạt nội hả?
Trời ơi, nội không tin á thì nội cứ qua xài lại thử coi, rồi mất điện cả thành phố, đừng đổ thừa tụi con á. Nội, nội. Hả? Nội không nhớ câu chuyện ở bên Lào á nội. Dạ. Dạ, cái ông đó làm nổ laptop mất điện cả thành phố phải đi tù luôn đó. Trời ơi, đi tù luôn hả? Nội không tin để nội qua xài thử đi. Dạ, nói chung là nguy hiểm lắm nội ơi. Phải không? Dạ. Thì hai đứa đừng gạt nội, nội phát hiện là chết đó nha. Bây giờ nếu như họ không tin thì thôi để cho nội chú qua nội nội qua nội thử đi. Thôi được rồi, nội tin nhưng mà gạt nội là chết á nha. À, chưa mém tí ngày mai đăng báo là người đàn ông làm mất điện cái thành phố. Ồ, phải đi tù hơn muốn chết luôn. Thôi nội. Em hát trước đi Chi. Dạ thôi chị hát trước đi. Không, em hát trước đi, cái giọng gì chưa có mở. Trời ơi, em nhỏ hơn mà, em phải biết kính trên nhường dưới chứ, chị hát trước đi. Ai hát trước thì hát đi nha. Ủa ai mở bài này vậy? Anh bấm đại luôn á, làm đi. Để em hát cho. Không, chị định hát bài này luôn á. Đâu, bài này là bài của em, là sở trường của em. Xong ca đi, trời ơi. Không, bài này bài cũ của chị. Hãy nhảy xong ca cho vui ha. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy những sóng trong đường dài. Này 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 này, vô cùng em nha. Cạnh nhà em đơn, thầy em chưa lớn, chưa đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy em nha, thầy em nha. Thầy mẹ người em, nhờ tin người sẽ xin. Lòng con mong em đâu để cho em chưa mong quỳ. Lửa đôi tình duyên, còn chưa lưu luyến. Thôi tính tiền đi về đi, nguy hiểm quá. Tính tiền em ơi. Sao giờ này mấy đứa nhỏ đi đâu chưa về nữa trời. Ờ, thiệt là kỳ cục. Ủa ông đi đâu vậy? Ờ, ngủ không được. Thôi bà ngủ với nó đi, bà chơi với nó đi. Ôi, nghĩ sao mà đưa cho nhỏ chơi cái này rồi nó nhỏ rồi gai sao coi. Chào con cha. Rửa gì cũng sạch vậy vậy? Nãy ăn xong rửa đi. Giờ em ăn mà anh rửa được không? Không. Không không. Cái gì? Sao xạo? Làm cái gì mà có chuyện mai cho xíu gì? Cúp điện cả thành phố. Cho tôi xem áo tắm. Được không? Rồi, kiểm tra kỹ rồi. Gì? Trời, cũng bị cái thằng đó à.
rồi mới lấy tiền. Anh về với em. Trời ơi, cái gì? 3,5 triệu. Cái gì? 3,5 triệu. Ăn hai cái dĩa trái cây, uống mấy lon bia, hát có 1 tiếng đồng hồ, 3,5 triệu mắc dữ vậy. Dạ, còn anh chị là đứt một cái loa và tét hai cái mi nữa, tiền bồi thường. Thôi em xuống dưới đi, còn hồi anh xuống anh chung đủ cho em nha, anh đưa đủ cho em. Cảm ơn em nhiều nha anh trai. Nhất con cái lo với là cái mi làm gì mắc dữ vậy. Loa người ta lo xịn mà. Chị hát lớn quá bà. Thôi đi em ơi. Tại em với tại em mà tại chị. Cái câu đó là của chị thì để chị hát đi. Em dành em hát kia để chị dành lại. Hai chị em mình làm tới làm lui bây giờ đứt cái lò. Thì đương nhiên rồi, cái bài tủ của anh. Em nói anh nghe để cho anh hiểu không? Cái bài tủ của em. Anh hiểu rồi, nhưng mà bây giờ giữ giọng đi, đừng gây gỗ nhau nữa. Giữ giọng đi, đi xuống trả tiền rồi đi về. Gây nhau làm cái gì? Con gà tức nhau tiếng gái à. Ai gà? Ở đây ai gà? Không có, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ý anh nói là ông bà xưa người ta nói vậy đó. Bây giờ xuống kìa, tính tiền kìa. Chú Phúc. Dạ. Vậy thôi đi về nha. Dạ. Bữa nay vui nha chú Phúc. Dạ vui. Dạ. Ừ thôi đi về anh, đi về. Mốt đừng rủ vợ mày đi hát nha. Anh cũng vậy, đừng rủ vợ anh nữa nha. Hả? Dạ. Sao mốt rủ tôi đi hát nữa hả? Ờ thôi, Phúc có nói ừ đi hát rồi có hai người hát vui lắm. Vui vui vui. Ừ, đi hát rồi nhớ rủ hai đứa đi chung cho nó vui. Em về trước nha, để rồi em đưa Kim Chi về nhà, em về nhà sau. Thôi, anh từ về đi. Em với anh Minh được rồi. Vậy được không? Được. Em về nha anh chị. Về nha chị dâu. Đi về trước đi. Anh sao vậy? Dâu giẫm tôi đau quá. Em xin lỗi nha, em thay mặt rồi, em xin lỗi anh. Không sao, 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 đi về đi. Em về trước nha anh chị. Đi. Trời ơi, cái gì đâu, nó em út mà sao dành hát cho nó chi vậy em? Trời ơi, nó lì. Hát có hay bằng em đâu mà nó đòi hát. Em hát hay lắm, đi đi về đi. Ngồi chơi xíu đi, về. Sao vậy? Để nó xuống, nó tính tiền đền cái loa xong đi rồi mình về. Trời ơi, mình làm anh chị nó mà kỳ vậy. Nó già nó đâu quảng cáo mà. Vậy thôi, ngồi chờ nó luôn đi. Sau đây là bản tin 247. Tối qua, khu vực quận Bình Thạnh đã xảy ra cúp điện toàn quận. Tuy thời gian mất điện không dài, chỉ khoảng 20 phút. Qua nhà mình cúp điện hả? Của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Bà đi gặp Minh trả bằng keo. Tiếp theo là Minh có bệnh không? Cũng trong hôm qua nhà mình cúp điện hả ba? Trả bằng keo thôi, chứ không có ý gì đâu. Cũng sao cha con tôi nói chuyện hợp dữ vậy trời. Cho tôi coi áo tắm đi. Làm cái gì? Đến ngày như con mà đi quá rồi. Con thương bà lắm. Cái bà. Gì vậy? Có chết ông nội rồi. Là một xóm ca hẳn thôi đó. Có ca chạy Uber anh. Đúng rồi đồng chí hả? Đón xem tập 26 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 2/3/2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, oh, oh. Hey!